Sáng nay, thành phố Hưng Yên bắt đầu thực hiện lấy ý kiến cử tri về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 tại 5 phường xã Quang Trung, Lê Lợi, Phương Triểu, Hồng Nam và Liên Phương. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh tiến hành lấy ý kiến cử tri trong số 7 huyện thành phố thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính đợt này. Theo đó, đồng loạt 26 tổ lấy ý kiến cử tri ở 26 thôn tổ dân phố thuộc 5 phường xã thực hiện sáp nhập đã thực hiện phát phiếu lấy ý kiến cử tri đến từng hộ gia đình chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp đơn vị hành chính. Đây là công việc quan trọng đảm bảo công khai dân chủ cũng như quyền nghĩa vụ trách nhiệm của cử tri được thực hiện đầy đủ. Trước kia hai phường cũng là một, thì bây giờ có tách ra, bây giờ sáp nhập lại là dân chúng tôi nói chung là đều là nhất trí cả. Chúng tôi trực tiếp đi lấy phiếu ý kiến của cử tri thực hiện 8 trên 8 tổ dân phố thì cũng được người dân rất là đồng tình ủng hộ. Để việc lấy ý kiến cử tri diễn ra thuận lợi và thành công, trước đó thành phố Hưng Yên và các phường xã đã có sự chuẩn bị kỹ càng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài liệu và nhân lực tham gia như niêm yết công khai các tài liệu liên quan và danh sách cử tri tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường xã và các nhà văn hóa thôn tổ dân phố, tăng cường thời lượng tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở về mục đích, yêu cầu, ý nghĩa của việc sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức hội nghị cử tri tại mỗi thôn tổ dân phố, tập huấn cho thành viên các tổ lấy ý kiến cử tri. Đây là việc làm mà thực hiện từ Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, rồi tỉnh ủy, ủy ban nhân tỉnh xuống đến lãnh đạo xã thì tôi rất là thống nhất và rất ủng hộ, là vì cái bộ máy hành chính chúng ta còn công cạnh, cho nên phải giảm bớt đi để nhà nước bớt chi phí cái tiền này, vì thu cho cùng là tiền thuế của dân. Cái địa giới hành chính nó lớn lên để hỗ trợ nhau để mà phát triển kinh tế. Đến ngày nay thì chúng tôi rất là hiểu là thứ nhất là về địa giới hành chính rất là hợp lý, cái thứ hai là giữa cán bộ lãnh đạo là được bớt gọn đi để nó giảm được chi phí của nhà nước. Việc lấy ý kiến cử tri trên địa bàn 5 xã phường ở thành phố Hưng Yên sẽ diễn ra trong 5 ngày, từ ngày 10 đến ngày 15 tháng 4 năm 2024. Trong khoảng thời gian này, các địa phương tiếp tục rà soát, nắm bắt biến động số lượng cử tri để kịp thời bổ sung các trường hợp khuyết thiếu, tạo sự đồng thuận cao trong thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn thành phố. Sau khi thực hiện xong việc lấy ý kiến cử tri, các xã phường sẽ khẩn trương hoàn thiện các nội dung liên quan để kịp thời trình Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua, tổng hợp và hoàn thiện hồ sơ trình Ủy ban Nhân dân tỉnh theo tiến độ đã đề ra.